Hello cô với mọi người. Hello chị Phúc. Tranh thủ sếp đi ra ngoài nên là Tông lên mới, chào tông mọi mới. người. Ừ. Mới đầu vô học với cô là bé hàng xóm nó giới thiệu. Nó giới thiệu chị muốn học giao tiếp thì chị qua You Speak cô Hiếu. Dạ. Lúc đó mình cũng nói là ngữ pháp mình rất là yếu, ngữ pháp của chị yếu. Ừ. Thì con bé nó có nói là chị học ngữ pháp thì một chỗ khác, chị học bên, còn chị muốn giao tiếp thì chị học cô Hiếu. Thì hồi trước đó là mình cứ nghĩ là làm cái gì cũng phải có ngữ pháp cái đã, xong rồi rồi muốn học cái gì học, cái ngữ pháp mình không biết mình nói gì kiểu vậy á. Xong rồi cái kiểu mà con bé nó cũng dễ thương lắm, mình nghe lời nó xong mình tìm tới You Speak. Thì cũng theo dõi một hồi lâu, một thời gian sau thì thấy cái lịch học nó phù hợp, cho nên là mình đăng ký mình học luôn. Đó, đăng ký học xong rồi cái lúc mà mấy bữa đầu khai giảng thì cô nghe cô nói là nói với mấy bạn kiểu nhỏ tuổi hơn cô, có nói mày ta đuổi này, này kia, mình thấy mắc cười, mình kêu trời ơi cái gì kỳ vậy trời. À, cô gì cô mày tao đuổi, nhưng mà ấy là vậy thì Ok có chị cảm Ngọc, giác em là định kêu chị mà chị ao hả? nó có cảm giác là nó gần hơn, giống như là chơi trong một đám vậy thì nó có cảm giác gần hơn. Mình cũng thích vậy, mình cũng mắc cười mà cũng khoái nghe cô nói. Thì khóa học thì so, dĩ nhiên là không so với mọi người, so với chính mình thì mình cảm thấy là mình tiến bộ nhiều. Và cũng tại vì là lúc mà có bầu con bé là đã nghỉ làm ở nhà quá lâu, nhưng mà trong thời gian đó là chỉ biết tới con thôi. Đó, tại vì mình cũng muộn con á, xong rồi trong thời gian đó là chỉ biết tới con thôi, cũng không tới nghĩ tới cái chuyện học, hay là cũng không nghĩ tới chuyện là làm gì để kiếm thêm tiền thì này kia cũng không nghĩ. Sau này bây giờ con bé nó đến trường rồi thì mình mới trên trường cô mới nói là mẹ có đăng ký cho bé học tiếng Anh hay không, thì mình mới nói là mình mới nghĩ là bây giờ tiếng Anh người nói đúng cũng không có nhiều, nhất là cái môi trường mầm non thì giống như là dạy cho có, tại vì trường 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 mầm non công thôi mà, cô giỏi thì mình cũng không tin tưởng, thực sự là như vậy luôn. Thì mình mới nghĩ là thôi mình học trước. Hiện giờ con bé nhà mình nó nói mommy mommy, nói vậy đó, về nổ, nó nói vậy nổ, nó nói nó mỗi lần mình ở nhà mình hay mở là nó nói được những từ mà đúng theo đúng như là mình đã được học ấy. Kiểu như mình cũng thích, thôi thà là học học ít như vậy thôi chứ học nhiều là sai giống mẹ, để mẹ học từ từ, cho nên là càng có động lực để tiếp tục học. Với lại là mình đã đăng ký lớp level 2 rồi thì để mình mong muốn một cơ hội việc làm khác tốt hơn, chứ không có phải như giờ này mà còn ngồi ở công ty. Trời ơi, chiều chạy về đón con, cho con tắm rửa rồi chạy lên công ty làm tiếp đi, không có kịp làm cái gì mà trên đường đi thì sếp cứ gọi liên tục vậy đó, nên là mình cũng không muốn như vậy nữa đó. Nên là mọi người mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn khác vẫn muốn học nhưng mà vì cái điều kiện kinh tế chưa có thì xin phép cô chẳng hạn. Thì mình nghĩ vậy á, chứ còn quan trọng là tinh thần học thôi, chứ còn cô bao nhiêu học viên có tinh thần có chí là được cô Dạ đúng rồi. Thôi vậy thôi, đôi lời với mình dài dòng quá rồi. Dạ cảm ơn chị Phúc nhiều.